Tài liệu tham khảo về pháp ngữ, khai thị trợ niệm. Tiếp theo văn sao biên tập quyển hạ của Ấn Quang Đại Sư. Pháp ngữ của sư thị Quê Quyền trong lúc lâm bệnh. Dân quốc Đài Loan năm 21. Đời người ở thế gian đều không tránh khỏi cái khổ của bệnh dịch và chết. Khi những thứ khổ đó xuất hiện, duy chỉ có buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thấy bị quá mệt, gần tắt thở thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn quý vị giảng sanh Tây Phương. Ngoài ý nghĩ này, trong tâm không được khởi lên một ý nghĩ nào khác, cũng không được có ý nghĩ cầu mong cho mau hết bệnh hoặc cầu xin trời chư thần phò hộ. Phàm có những ý nghĩ như vậy sẽ bị cách xa với tâm của Phật A Di Đà, do đó mà không được Phật lực từ bi gia hộ. Quý vị phải biết rằng trời, đất, cha mẹ không thể giúp cho quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Trích lục thêm: vì trời, tiên, thần, quỷ, chính họ vẫn còn trong lục đạo sanh tử luân hồi, thì họ lấy khả năng gì để cứu thoát quý vị ra khỏi sanh tử? Duy chỉ có Phật A-di-đà với 48 đại nguyện và các loại đạo lực thần thông mới có thể cứu độ quý vị vĩnh viễn thoát đi sanh tử khổ luân. Nếu quý vị chịu buông xả mọi thứ, nhất tâm niệm Phật, trường hợp thọ mạng chưa dứt thì sẽ mau chóng lành bệnh. Một khi thọ mạng đã hết, liền được giảng sanh Tây Phương. Tuyệt đối không nên cầu cho hết bệnh, chỉ nên cầu được mau chóng giảng sanh. Vì cầu cho hết bệnh trong lúc thọ mạng đã hết thì sẽ làm mất cơ hội giảng sanh. Ngược lại, chỉ lo cầu giảng sanh, nếu thọ mạng còn thì bệnh sẽ tự nó nhanh chóng bình phục. Những lợi ích khi được giảng sanh Tây Phương thật không thể nói hết được. So với việc quý vị sanh lên cõi trời làm thiên đế, thiên vương thì giảng sanh cao gấp vô số, vô lượng, triệu triệu, triệu lần. Quý vị nhớ đừng mang tâm nghi ngờ, vọng tưởng sợ chết. Nếu có tâm sợ chết sẽ không được giảng sanh. Chúng ta sống ở thế gian như những con giòi ở trong bãi phân, như bị giam trong ngục tù, khổ không thể kể xiết. Giảng sanh Tây Phương giống như được thoát khỏi phân nhơ và ngục tù để trở về quê nhà thanh tịnh, sống an vui, tiêu diêu tự tại. Như vậy có gì mà phải sợ chết? Sợ chết thì sẽ vĩnh viễn bị khổ ở trong luân hồi sanh tử, vĩnh viễn sẽ không có ngày thoát khổ. Giả như quý vị có thể niệm Phật ra tiếng thì niệm nhỏ tiếng, không niệm ra tiếng được thì niệm thầm trong tâm, tai nghe người khác niệm, trong lòng niệm theo, mắt nhìn hình tượng Phật A-di-đà, trong tâm nghĩ đến Phật A-di-đà. Khi vừa thấy có một ý nghĩ nào khác khởi lên, liền phải tự trách: ta muốn đương nhờ Phật lực giảng sanh, sao lại suy nghĩ lung tung, tự làm hỏng đại sự của mình. Nếu quý vị chịu y theo lời của tôi mà niệm Phật, chắc chắn sẽ giảng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được hưởng khoái lạc, chẳng bao giờ được nghe hoặc thấy một chút chuyện buồn khổ nào cả, hà huống là phải bị bệnh tật khổ đau. Mỗi khi tâm ta khởi phiền não, phải biết rằng đó chính là do ác nghiệp của nhiều đời đang sai khiến chúng ta, đang phá hoại con đường giảng sanh Tây Phương của ta. Chúng muốn ta vĩnh viễn phải lãnh chịu cái khổ của sanh tử luân hồi. Nay chúng ta đã biết ác nghiệp muốn hại ta, thì nhất thiết không để nó chuyển chúng ta đi theo nó. Cho nên ngoài việc niệm Phật ra, không niệm việc gì khác. Được như vậy mới tương ưng với tâm của Phật, nương nhờ Phật tiếp dẫn trực chỉ đến Tây Phương. Hãy ghi nhớ những lời tôi nói, quý vị sẽ nhanh chóng đạt nhiều lợi ích lớn không thể tả được. Năm La Mã. Lời căn dặn dự bị lúc lâm chung của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế danh, pháp danh, nhắn nhủ cùng con cháu: một đời của chuyên niệm Phật A Di Đà được hưởng nhiều lợi ích tốt lành. Các con các cháu nếu thật sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp,
giáng sanh về thế giới cực lạc. Đến đó mới thật sự được hưởng niềm an vui thanh tịnh vĩnh viễn, đi và về tự do tự tại. Các con cần phải biết, con người khi sắp tắt thở, đau đớn giống như con rùa bị lột mai, vô cùng đau khổ. Nếu các con thật lòng muốn cho chết tốt lành, thì mong toàn thể các con phải gì mà hoàn thành tốt những tâm nguyện sau đây. Một, khi thấy bệnh tình gần lúc hấp hối, chớ bao giờ đụng đầy hoặc di chuyển thân thể của, không nên thay quần áo, càng không được khóc lóc than gian. Chỉ cần gì mà thành khẩn niệm A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hai, nếu như bị hôn mê bất tỉnh, hơi thở sắp tắt, xin đừng mời bác sĩ đến chích thuốc trợ tim, làm hô hấp nhân tạo hoặc những việc cấp cứu khác, để tránh làm cho tâm thần bị động và gia tăng thêm sự đau khổ của. Các con cần phải giữ yên lặng, một lòng gì mà niệm Phật, như vậy mới là người con, người cháu hiếu thảo. Ba, trong lúc lâm chung, xin liên lạc và giao cho ban trợ niệm, thỉnh mời họ trợ niệm. Mọi việc đều phải nghe theo lời hướng dẫn của họ, không được làm trái ngược. 4. Sau khi tắt thở trong vòng 24 giờ đồng hồ, phải giữ tiếng niệm Phật không gián đoạn, toàn thể gia đình có thể luân phiên nhau hộ niệm. Bởi vì sự hộ niệm trong giờ phút này đối với là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Cho nên phải gì mà niệm A Di Đà Phật, những việc tang lễ phải chờ qua 24 giờ sau mới được làm. 5. Đối với việc thay quần áo, nhập liệm, vân vân, phải sau 24 giờ mới được mời nhà hoàng tới. Nếu khí hậu oi bức, nóng nực, e có mùi hôi, các con có thể đốt nhang trầm hoặc để nước đá bên cạnh. 6. Tất cả mọi sự cúng tế, đại khách, toàn bộ dùng chay, tuyệt đối không được sát sanh, hầu tránh gia tăng thêm nghiệp tội cho. 7. Mọi sự tang tế phải y theo nghi thức của Phật giáo, lấy việc hộ niệm làm chính, không nên khoa trương rầm rộ phung phí, cần phải tiết kiệm. 8. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình nên ăn chay và niệm Phật, hoặc tự mình niệm theo tiếng niệm Phật trong băng, hoặc theo tiếng máy niệm Phật mà niệm theo và hồi hướng cho, được giảng sanh về thế giới cực lạc. Có như vậy mới thật sự hưởng được niềm vui an lạc chân chính. Các con các cháu nhờ đó cũng hưởng được sự may mắn kiết tường, tương lai tươi sáng. Hy vọng cả nhà từ đây về sau phát tâm tin Phật, niệm Phật, thì các con các cháu nhất định sẽ được mọi sự bình an và hạnh phúc. Mong các con các cháu tuân theo và làm đúng như lời ước nguyện của. Nam Mô A Di Đà Phật. Người nói, người làm chứng. Sáu La Mã, thông báo của ban trợ niệm. Quý thân hữu, bà con quyến thuộc đến thăm bệnh nhân, xin lưu ý. Một, trong lúc niệm Phật xin giữ im lặng. Hai, hiện giờ mọi người ai muốn bày tỏ tâm hiếu thảo, tâm yêu mến của mình, duy nhất là phải niệm Phật để trợ giúp cho bệnh nhân được an lành ra đi trong tiếng niệm Phật để về thế giới Tây Phương cực lạc. Ba, xin mời quý thân hữu hãy cùng chúng tôi niệm Phật, nếu không biết niệm có thể thầm niệm theo. Bốn, trong lúc niệm Phật xin đừng đốt giấy vàng bạc, tránh không khí bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến việc niệm Phật. Đừng đụng chạm vào thân thể người bệnh, tránh cho họ bị động tâm làm mất chánh niệm, than khóc kể lể. Nếu cầm lòng không được có thể đi ra nơi khác, hỏi thăm bệnh nhân bị nóng hay lạnh, tránh làm trở ngại trong việc niệm Phật của bệnh nhân. Năm, bàn thảo việc gì xin tránh đi ra một nơi khác. Bảy La Mã, pháp ngữ khai thị trước khi bắt đầu trợ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Này đạo hữu, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà có phát đại nguyện, tất cả chúng sanh trong mười phương, khi lâm chung niệm danh hiệu ta mười niệm mà ta không tiếp dẫn về cõi cực lạc an vui, thì ta chẳng ở ngôi chánh giác.
Hôm nay theo lời dạy, chúng tôi đến đây cùng gia quyến giúp đạo hữu niệm Phật để được sanh về cõi cực lạc an vui. Điều cốt yếu là đạo hữu nghe rõ chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi trong tâm cũng khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo, rõ ràng từng chữ từng câu. Tất cả tâm ý đều đặt vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh dạy rằng cõi này là cõi khổ, cõi cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là cõi an vui. Muốn thoát khổ được vui thì phải hết lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Này đạo hữu, hãy nhìn đây là ảnh Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà này sẽ rước đạo hữu về cõi Tây Phương cực lạc. Đạo hữu hãy gắn nhớ lấy. Giờ đây đạo hữu hãy chí thành chắp tay niệm Phật theo chúng tôi. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tám La Mã. Những khai thị khác có thể tùy nghi ứng dụng. Một, khai thị cho người bệnh. Tùy nghi sử dụng trước khi hộ niệm nếu không có người khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử, pháp danh. Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh, ắt phải có tử. Phật đã dạy thế gian này là khổ, là vô thường. Lúc này Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những tham hận hay cố chấp. Hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu giảng sanh về Tây Phương cực lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, để thân tâm được tự tại. Hãy khẩn cầu với lòng thành kính, nhất tâm niệm Phật, ngưỡng cầu A Di Đà Phật đại từ đại bi đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và gia trì cho người niệm A Di Đà Phật với chánh niệm. Khẩn cầu A Di Đà Phật đến tiếp độ, niệm niệm A Di Đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây Phương cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 2. Khai ngộ quan gia trái chủ. Tùy nghi sử dụng sau khi bệnh nhân tắt thở. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử chấm chấm chấm. Pháp danh chấm chấm chấm. Từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều quan gia trái chủ. Chấm chấm chấm. Và quý vị đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên quý vị nên biết kết thân tâm pháp duyên với chấm chấm chấm. Đừng gây chướng ngại cho chấm chấm chấm, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương cực lạc quốc. Giờ đây xin khẩn cầu quý vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ chấm 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 được giảng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Hoàn thành Phật sự thì vô lượng công đức này sẽ hồi hướng cho quý vị thoát mọi khổ ải và được an lạc. Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những chỗ chấm chấm chấm, quý vị sẽ đọc tên người quý vị muốn hộ niệm. Nhân quả tối thắng của người trợ niệm. Có nhân tức có quả, có quả tức phải có nhân. Nếu chúng ta phát tâm giúp người niệm Phật giảng sanh Tây Phương, sau này khi chúng ta lâm chung, tự nhiên cũng sẽ có người phát tâm đến giúp chúng ta niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Người mà chúng ta đã giúp họ niệm Phật giảng sanh Tây Phương, sau này chắc chắn họ sẽ cùng với Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta
và dùng thần lực gia hộ cho chúng ta, khiến chúng ta không bị mất chánh niệm vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Vả lại, khi chúng ta thường xuyên giúp người khác niệm Phật vãng sanh Tây Phương, chúng ta đã biết rõ ràng những quan hệ lợi và hại lúc lâm chung. Sau này khi chúng ta lâm chung, tất sẽ có thể vận dụng những kinh nghiệm đã qua, khiến mọi sự được như pháp, và không có bất cứ một việc không như pháp nào có thể xảy ra được. Như vậy, nhất định chúng ta sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta cần biết, Như Lai sở dĩ ra đời chỉ vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, khiến mọi người đều thành Phật. Thích Ca Như Lai 49 năm thuyết pháp cũng chỉ vì việc này. A Di Đà Phật phát 48 lời đại nguyện trang nghiêm thế giới cực lạc cũng chỉ vì việc này. Tất cả những giáo lý của các pháp môn là nương vào tự lực để tu hành. Do đó, hành giả phải hoàn toàn đoạn trừ phiền não mới có thể xuất ly sanh tử, là pháp môn khó hành. Pháp môn tịnh độ nương nhờ nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà, không cần phải đoạn hết phiền não cũng được ra khỏi sanh tử, vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Một đời viên thành Phật đạo là một pháp môn dễ hành. Chúng ta hiện nay giúp người khác niệm Phật vãng sanh Tây Phương là chúng ta đại diện cho Như Lai gánh vác trách nhiệm độ thoát chúng sanh. Người được chúng ta trợ niệm vãng sanh thế giới cực lạc từ pháp môn dễ hành lại được nương nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà, rất mau chóng ra khỏi sanh tử luân hồi, viên thành Phật đạo. Đây là một công đức to lớn nhất, cũng là cái nhân thành Phật của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ nương nhờ vào công đức to lớn này mà vãng sanh thế giới cực lạc, ra khỏi sanh tử, viên thành Phật đạo, dùng nhân thành Phật để cảm được quả thành Phật. Đây là đạo lý nhất định. Văn thỉnh mời, mục đích và điểm chính. Nương nhờ cơ duyên thù thắng của lần pháp hội nay, sau khi đã lập bài vị cho tổ tiên, quan gia trái chủ, những người thân đã quá cố, tốt hơn hết cần thêm một việc, đó là việc thỉnh mời. Thỉnh mời tức là tạo sự cảm thông giữa ta với họ, kính mời họ đến đạo tràng pháp hội này, khiến họ cùng được hưởng pháp lợi, niệm Phật tu hành, đồng thời phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc thỉnh mời quan trọng ở chỗ chân thành, tính chúng. Nếu có thể, thừa nhân duyên này, mỗi ngày đối trước Phật thưa trình, lễ thỉnh hoặc sám hối, đương nhiên sẽ được chí thành cảm thông. Văn thỉnh mời không có một phương cách nhất định. Lời văn dưới đây xin cống hiến cho đại chúng cùng nhau tham khảo. Xin chú ý, chữ trong dấu ngoặc chấm 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 để viết tên mình, không cần đọc ra tiếng. Ngoài ra, dấu ngoặc kép chấm chấm là dùng để viết tên của người mà mình đại diện cho họ. Sau khi thỉnh mời, xin lễ Phật ba lạy. 1. Lịch đài tổ tiên. Đệ tử mở ngoặc tên của mình, cúi xin chư Phật, Bồ Tát gia trì tổ tiên nhiều đời của dòng họ, mở ngoặc chấm chấm, và tổ tiên nhiều đời của dòng họ, mở ngoặc chấm chấm. Nếu muốn cầu siêu dùm cho tổ tiên của người nào thì viết rõ tên họ của người đó ra. Thí dụ như tổ tiên của dòng họ Nguyễn Văn B. Kính mời chư vị đến đạo tràng, mở ngoặc tên của đạo tràng, tên của địa phương, tham gia Phật sự, Phật thất, tam thời hệ niệm, niệm Phật tu hành, thính pháp giảng kinh, đồng thời phát nguyện niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, thành tựu đạo nghiệp. A nhỏ, chư tổ tiên đã vãng sanh thế giới cực lạc hoặc sanh lên cõi trời, hy vọng chư vị nhắc nhở con cháu nỗ lực tu học, đồng thời tự nâng cao phẩm vị của mình. B nhỏ, nếu chư tổ tiên bị đọa xuống địa ngục, cúi xin ngài Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt họ đến nay thính pháp giảng kinh, sớm ngày lìa khổ được vui. C nhỏ, nếu như còn trong nhân đạo, súc sanh đạo, cúi xin chư Phật, Bồ Tát gia trì, khiến họ có cơ duyên nghe được Phật pháp cầu sanh tịnh độ. 2. Giảng sanh liên dị cầu siêu. Đệ tử mở ngoặc tên của mình,
cúi xin chư Phật, Bồ Tát gia trì cho, mở ngoặc chấm chấm chấm. Của đệ tử tên họ là mở ngoặc chấm chấm chấm. Đến đạo tràng, mở ngoặc tên và dùng của đạo tràng. Tham gia Phật thất và Phật sự tam thời hệ niệm, niệm Phật tu hành, thính pháp giảng kinh, cùng phát nguyện niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo nghiệp. Nếu họ không ở trong thiên đạo, cứu sinh ngài Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt họ đến nay thính pháp giảng kinh, sớm ngày lìa khổ được vui. 3. Trường sanh lộc dị cầu an. Đệ tử già mở ngoặc tên họ người mà mình muốn cầu an cho họ. Hy vọng dưới sự gia trì của Phật lực, chúng con mở ngoặc hoặc tên người mình muốn cầu an tiếp nhận lời chỉ dạy của chư Phật, Bồ Tát, y giáo phụng hành, đoạn ác tu thiện, phước huệ tăng trưởng. Mỗi người có những trường hợp khác nhau, ví dụ như cầu cho người bệnh mau hồi phục, lời cầu nguyện có thể thay đổi theo ý mình mong muốn, cốt phải hết sức thành tâm cầu xin trước chư Phật, Bồ Tát. 4. Quan gia trái chủ. Đệ tử mở ngoặc tên của mình, nay xin đối trước Phật để hướng về các quan gia trái chủ của đời quá khứ và hiện tại thành tâm sám hối. Từ vô thủy kiếp tới nay, do vì vô minh, ngu si, chấp trước tạo nên bao thứ nghiệp tội, cố ý hay vô tình làm tổn hại, thậm chí sát hại quý vị. Nay may mắn được nghe Phật pháp, tự thấy mình nghiệp chướng quá đỗi sâu dày, nên thành tâm sám hối với quý vị, tha thiết xin quý vị thứ lỗi. Hôm nay thành kính lập bài vị, kỳ nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp từ bi gia hộ các quan gia trái chủ của đệ tử và quan gia trái chủ của mở ngoặc kép chấm chấm chấm, viết tên của người mình muốn đại diện, đọc họ tên của người đó ra. Đến đạo tràng, mở ngoặc tên của đạo tràng hoặc hội của mình tham gia Phật sự. Phật thất tam thời hệ niệm, niệm Phật tu hành, thính pháp giảng kinh, đồng thời phát nguyện niệm Phật, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện chúng ta có thể hóa giải được tất cả những oán hận của quá khứ, bởi vì quan quan tương báo đến bao giờ mới hết. Duy chỉ nhờ nhân duyên này nỗ lực học tập, đoạn ác tu thiện, cùng nhau khuyến khích, cùng nhau hộ trì, giúp đỡ, cùng chí thành niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sớm ngày lìa khổ được vui, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cáo. Kính thưa chư vị đồng tu, kinh sách do Tịnh Tông Học Hội ấn tống đều không giữ bản quyền. Tuy nhiên, khi chư vị muốn tái bản, xin vui lòng giữ nguyên văn bản, không nên tự tiện sửa chữa, sợ e làm sai lạc ý nghĩa. Chân thành tán thán công đức của chư liệt vị